Thúy Vân xin chào quý khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp sẽ mang đến cho quý vị khán giả những thông tin thực sự hữu ích để quý vị và các bạn có những phút giây thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết trên kênh Tin Mới Nhất. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ có nơi lên đến 39 độ như Yên Châu, Sơn La 39,5 độ, Phú Yên, Sơn La 39,6 độ, Hồi Xuân, Thanh Hóa 39,5 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 55%. Ngày mai ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến từ 35 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 60%. Thời gian nắng nóng từ 10 đến 17 giờ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 đến 55%. Thời gian nắng nóng từ 10 đến 18 giờ. Ngày kia ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 60%. Thời gian nắng nóng từ 10 đến 17 giờ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 55%. Thời gian nắng nóng từ 10 đến 18 giờ. Nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày kia do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mạn đệm như bê tông, đường nhựa. Dự báo ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 17 giờ hôm qua đến 3 giờ ngày hôm nay có nơi trên 30mm như Nậm Lỏng, Lai Châu 83mm, Sông Đà, Điện Biên 34,6, Ngũ Chỉ Sơn, Lào Cai 31,6. Dự báo ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ, có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào khoảng thời gian sáng, chiều, tối và đêm. Trong mưa dông có xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1. Dự báo thời tiết chi tiết ngày và đêm nay ở tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước. Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ. Có nơi trên 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ. Riêng khu Tây Bắc 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Riêng khu Tây Bắc 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và mưa. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3. Trong mưa dông
có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và mưa rào rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Cảnh báo lũ quét sạt lở ở nhiều tỉnh phía Bắc, các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay ở khu vực miền núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay có nơi lên đến 60 mm, như Vị Xuyên, Hà Giang 86,8 mm, Bình Sơn, Thái Nguyên 78,8 mm, Mù Cang Chải, Yên Bái 76,6 mm, Thanh Bình, Bắc Cạn 62 mm. Ngày và đêm qua ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng phát đi bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Theo đó, trong 6 giờ qua, từ 4 giờ đến 10 giờ ngày hôm qua, ở khu vực tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Mường Lạn 136,6 mm, Mường Bám 97,6 mm, Sơn La. Trong 6 giờ tới, tại khu vực tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Dự báo trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện Điện Biên, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Sơn La, Thuận Châu, Mường La, Sông Mã, Sốc Cộp, Yên Bái, Mù Cang Chải, Bắc Cạn, Chợ Mới, Thái Nguyên, Sông Công, Định Hóa. Về tình hình nắng nóng, cơ quan khí tượng cho biết ngày hôm qua và hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Ngày hôm qua, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, ngày hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 65%. Nắng nóng ở khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mai. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng gay gắt khả năng kéo dài đến khoảng ngày thứ bảy. Từ ngày Chủ nhật, nắng nóng có khả năng giảm dần trong những ngày nắng nóng. Vào chiều tối ở Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, chiều qua nhiều nơi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có mưa, trong đó tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã xuất hiện cơn mưa lớn và kéo dài làm cho nhiều tuyến phố bị ngập nặng, gây khó khăn cho việc lưu thông, sinh hoạt và buôn bán của người dân trên địa phương. Cơn mưa lớn kéo dài đã gây ngập nặng các tuyến đường nội ô thành phố Bạc Liêu như Hòa Bình, Trần Phú, Hai Bà Trưng, Hùng Vương, Phan Đình Phùng. Tại nhiều khu vực, nước ngập đường và tràn vào nhà dân. Việc lưu thông của bà con trên tuyến đường gặp nhiều khó khăn, nhiều xe máy bị chết máy do bị ngập sâu trong nước, phải dẫn bộ. Mặc dù thời gian gần đây, một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã được các ngành chức năng tiến hành sửa chữa, nâng cao, nạo vét, xây dựng hệ thống thoát nước để hạn chế việc ngập khi trời mưa to kéo dài. Tuy nhiên, do hệ thống thoát nước chưa phát huy hết hiệu quả, nên những khi xuất hiện những cơn mưa lớn kéo dài thì nhiều tuyến phố ở nội ô ở địa phương này lại chìm trong biển nước. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, hệ thống tiêu thoát nước của thành phố, nhất là các khu vực trung tâm thuộc các phường 1, 3 và 7 hầu hết đều được xây dựng trên nền đô thị cũ. Độ cao nền thấp và trong tiến trình phát triển do trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, tầm nhìn và vốn đầu tư khác nhau, hệ thống kết cấu hạ tầng nói chung và tiêu thoát nước nói riêng mới cũ không đồng bộ, bị chia cắt thành từng ô, chênh lệch độ, cao độ và dẫn đến thực trạng này. Ngoài ra, việc bê tông hóa diện tích mặt đường các khu vực đô thị ngày càng tăng không chỉ làm gia tăng lượng nước mưa chảy trên bề mặt vì không thể thấm xuống lòng đất mà còn gây ngập cục bộ. Vâng, thưa quý vị, chỉ sau một đêm, hàng trăm mét đất của nhà tôi đã bị sạt lở xuống sông. Rất may là không thiệt hại về người, sạt lở đất diễn biến ngày càng phức tạp. Ông Nguyễn Văn Minh, ngụ xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Rơi phản ánh, tính từ đầu năm 2003 đến nay, trên địa bàn huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau xảy ra 97 vụ sạt lở,
sụt lún đất ven sông làm hư hỏng hoàn toàn 106 mét kè bê tông, hoàn toàn 15 căn nhà, hư hỏng 4 căn nhà, ước tính tổng thiệt hại trên 5 tỷ đồng. Qua khảo sát ban đầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau và Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Rơi xác định nguyên nhân sạt lở là do mưa nhiều cùng thời gian chiều kiệt trong năm hơn 3 mét, một số nơi chảy xoáy. Bên cạnh đó, người dân Đầm Rơi chuyên nuôi trồng thủy hải sản, trên nên đường giao thông nông thôn chủ yếu được xây dựng trên bờ ao phía trước nhà dân, vì vậy xảy ra sạt lở thường ảnh hưởng đến giao thông nông thôn. Phần lớn các nơi sạt lở là sông lớn, ngay các ngã ba vịnh của dòng chảy tạo thành dòng xoáy lớn của nước vào bờ sông, không có hiện tượng lấy đất quan đất ở dưới lòng sông. Một số nơi thường xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng như khu vực cửa biển Gành Hào, xã Tân Thuận, Hố Gùi, xã Nguyễn Huân. Các tuyến sông có lưu lượng nước, tốc độ dòng chảy lớn, tuyến kênh Trưởng Đạo thuộc xã Thanh Tùng, xã Ngọc Chánh, tuyến Khai Hoang, xã Quách Phẩm, tuyến Bào Sen, xã Tân Duyệt, tuyến sông Đầm Rơi, tuyến kênh Sáu Đông, ngã tư Hiệp Bình, xã Tân Đức. Chỉ sau một đêm, hàng trăm mét đất của nhà tôi bị sạt lở. Rất may là không có thiệt hại về người. Sạt lở đất diễn biến ngày càng phức tạp. Ông Nguyễn Văn Minh, ông Nguyễn Phương Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau cho biết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phân công các thành viên phụ trách địa bàn để nắm rõ tình hình, chỉ đạo kịp thời khi có thiên tai xảy ra, đồng thời rà soát cập nhật các phương án phòng chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và các ngành chuyên môn huyện đã đi khảo sát thực tế các điểm sạt lở để có chỉ đạo khắc phục kịp thời, phục vụ việc đi lại và ổn định sản phẩm của người dân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở trên địa bàn quản lý, tuyên truyền vận động người dân sống cách các tuyến đường ven sông, nâng cao ý thức cảnh giác, gia cố bờ bao bờ kè có phòng ngừa sạt lở đất nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng. Nếu xảy ra sạt lở đất phải báo nhanh đến các ngành chuyên môn để có biện pháp xử lý kịp thời, cắm biển cảnh báo hướng dẫn cho người dân đi lại an toàn. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các tỉnh ngành, các viện nghiên cứu, Ủy ban Nhân dân huyện khảo sát tìm nguyên nhân chính và giải pháp căn cơ lâu dài chống sạt lở. Có như thế mới bảo vệ bền vững nhà cửa sản xuất, đời sống của người dân và các công trình công cộng trên địa bàn. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện cũng kiến nghị tỉnh Cà Mau sớm đầu tư xây dựng hai cống đầu tuyến kênh Trưởng Đạo giáp sông Đồng Rơi và tuyến kênh Khai Hoang, xã Quách Phẩm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau chia sẻ thêm. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc, xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo ở góc màn hình phía bên phải để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.